Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chữa các bài tập ở trong quyển sách toán lớp 6 bộ kết nối tri thức với cuộc sống, bài số 9, đó là bài dấu hiệu chia hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập đầu tiên là bài tập 2.10. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh các bạn nhé. Bài tập 2.10 như sau. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 và số nào chia hết cho 5? Như vậy, số chia hết cho 2 là số có tận cùng là các chữ số chẵn, đúng không? Tận cùng là các chữ số chẵn, tức là tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 đấy. Như vậy thì chúng ta có này, số chia hết cho 2 chính là số 324 này, 248 này, 2020. Còn đây là số lẻ, thì tận cùng là chữ số lẻ thì nó sẽ không chia hết cho 2 đâu. Vậy chúng ta có 3 số chia hết cho 2. Bài 2.10. Đầu tiên các bạn sẽ tìm cho cô các số chia hết cho 2. Các số chia hết cho 2 chính là 324, 248 và 2020. Đây là các số chia hết cho 2. Các số chia hết cho 5. Các số chia hết cho 5. Các số chia hết cho 5 là các số mà có tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5. Như vậy nó là số 2020 và 2025. Như thế chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên, bài tập 2.10. Để làm bài tập này thì các bạn chỉ cần nhớ cái dấu hiệu chia hết là được thôi. Tiếp theo chúng ta có bài tập 2.11. 2.11 là người ta hỏi các bạn là số nào chia hết cho 3 và số nào chia hết cho 9. Muốn biết số nào chia hết cho 3 thì các bạn và số nào chia hết cho 9 thì các bạn tìm tổng các chữ số cho cô. Chúng ta lấy 4 cộng với 5 thì bằng 9 này. Như vậy 9 cộng 0 vẫn bằng 9, như vậy cái này có tổng là bằng 9. Các bạn có thể lấy bút chì viết. Chúng ta có 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, như vậy tổng của chữ số này bằng 6. Tổng các chữ số của số thứ 2 thì bằng 6. Tiếp theo sang số thứ 3, 2019. Ta có 9 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12, như vậy tổng đây bằng 12. Sang số tiếp theo, 2025, ta có 2 cộng với 2 bằng 4, 4 cộng 5 bằng 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9 là gì? Khi mà tổng các chữ số của nó là một số chia hết cho 3 hoặc 9 thì cái số ban đầu sẽ chia hết. Như vậy ở đây chúng ta có này, đây có tổng là bằng 9 này, tổng bằng 6 này, tổng 12, tổng bằng 9. Như vậy tất cả các tổng này đều chia hết cho 3. Như vậy chúng ta có cả 4 số này đều chia hết cho 3. Đấy, cả 4 số đều chia hết cho 3. Còn chúng ta có trong các cái tổng này chỉ có số 9 và số 9 này. Đấy, chia hết cho 9 thôi. Còn số 12 và số 6 này không chia hết. Như vậy thì chỉ có hai số là 450 và 2025 thì chia hết cho 9. Còn chia hết cho 3 thì tất cả bốn số này, bởi vì đã có tổng chia hết cho 3 thì số ban đầu sẽ chia hết cho 3, đúng không nào? Vậy thì các bạn tìm tổng trước, chúng ta có thể tìm tổng ghi ở phía bên trên các cái số này như cô làm đây. Vậy chúng ta có bài 2.11. Ta có các số chia hết cho 3. Các số chia hết cho 3 thì cả 4 số này đều chia hết cho 3, chính là số 450, 123, 2019 và 2025. Tiếp theo ta có các số chia hết cho 9 là 9 thì chúng ta có số 450 và số 2025. Vì tổng hai số này thì bằng 9. Tổng các chữ số của hai số này bằng 9 thì hai số này là sẽ chia cho 9.
Như vậy nói tóm lại là để làm bài tập 2.10 và 2.11 thì các bạn chỉ cần nhớ cái dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5, dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu 9 là các bạn dễ dàng làm được thôi. Bây giờ cô chuyển sang bài tập 2.12. Những bạn nào mà chưa xong hai bài này các bạn dùng một chút để các bạn làm cho xong nhé. Cô chuyển sang 2.12 như sau. Khối 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô có chia nhóm được như vậy hay không? Thì chúng ta có cái số 290 có tổng các chữ số là lấy 2 cộng với 9 cộng với 0. Như vậy tổng ở đây bằng 11. Tổng 11 thì nó sẽ không chia hết cho 9. Như vậy không thể chia 290 học sinh thành 9 nhóm được. Vậy bài 2.12. Cô sẽ viết bài 2.12 sang từ giấy khác nhé. Đây chúng ta sẽ sang bài 2.12 nào. Các em xếp tổng các chữ số. Chấm 12 này. Cái số 290 này có tổng các chữ số. Có tổng các chữ số là các em lấy 2 cộng 9 cộng 0 thì bằng 11. Tổng các chữ số này thì không chia hết cho 9. Mà tổng không chia hết cho 9, vậy suy ra cái số 290 này cũng sẽ không chia hết cho 9. Vậy không thể chia. Vậy chúng ta không thể chia 290 học sinh thành 9 nhóm. Vậy không thể chia 290 học sinh thành 9 nhóm đều nhau. Như vậy là chúng ta không thể chia 290 học sinh thành 9 nhóm đều nhau được. Bởi vì số 290 là không chia hết cho 9. Tiếp theo cô chuyển sang bài tập 2.13. Bài tập 1, bài 2.13 như sau. Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo đá bóng, bóng đá, được chia thành các đội, mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không? Như vậy, các bạn xem thử 162 có chia hết cho 9 hay không? Như vậy chúng ta có 162 có tổng là bằng 9 thì sẽ chia hết cho 9, đúng không? Đây, sẽ được 9 đội. Mỗi đội có 9 học sinh chúng ta sẽ chia được 9 đội. Và ở đây là chia hết luôn, không dư, đúng không nào? Cái này là chia hết không dư. Đấy. Hỏi các bạn xin lỗi các bạn lấy 162 các bạn chia 9 để chúng ta tìm ra số đội. Cái này chia hết cho 9 chứ không phải là chia mỗi đội bằng 9 học sinh. Chia hết cần mỗi đội cần có 9 học sinh đúng không? Như vậy các bạn lấy 162 các bạn chia 9 để chúng ta tìm ra xem thử có bao nhiêu đội. Như vậy thì ở đây chúng ta chia ra thì sẽ có 18 đội và không có dư. Đấy, chia lấy 162 này, có tổng thì bằng 9. Tổng cái này bằng 9 này thì nó sẽ chia hết cho 9. Và khi chia cho 9 thì kết quả của ta bằng 18. Như vậy là chúng ta sẽ được 18 đội và không bị dư ra. Đúng không? Như thế thì chúng ta sẽ trả lời là
À, có đội nào không đủ 9 học sinh hay không thì người ta sẽ trả lời là tất cả các đội đều đủ 9 học sinh. Tất cả các đội đều đủ 9 học sinh, không có đội nào là không đủ 9 học sinh cả. Vậy bài 2.13. 2.13 thì các bạn cũng xét tổng cho cô. Cái số 162 này có tổng các chữ số này. Thì các bạn lấy số 1 này, chữ số 1 cộng với chữ số 6 cộng với chữ số 2. Tổng đây bằng 9. 9 thì chắc chắn là nó sẽ chia hết thôi. Chia hết nhá. Cô đọc chia hết mà cô lại ghi là không chia hết. Đấy, cái này nó chia hết cho 9 nhá. Và khi mà nó chia hết cho 9 thì sao? Thì là không có đội nào mà không có 9 học sinh cả. Đấy. Như vậy ở đây là chia hết cho 9. Và cái này nói bằng 9 thì nó chia hết cho 9. Suy ra được là cái số 162 sẽ chia hết cho 9. Tổng chia hết cho 9 thì cái số ban đầu sẽ chia hết cho 9. Đúng chưa? Như vậy, chúng ta sẽ kết luận lại là vậy 162 học sinh này thì chúng ta sẽ chia được cho mỗi đội là có 9 học sinh. Và chúng ta tìm, các bạn có thể tìm số đội ở đây là chúng ta sẽ có số đội sẽ bằng 162 chia 9 tức là 18 đội. 18 đội, mỗi đội đều có đủ 9 học sinh cả. Không có đội nào là không đủ. Đúng không? Như vậy. Như vậy. Đã chia hết mà. Tất cả các đội đều có 9 học sinh. Tất cả các đội đều có 9 học sinh. Không có đội nào là không đủ 9 học sinh. Tất cả các đội đều có 9 học sinh. Và người ta nhấn mạnh lại một lần nữa là không có đội nào là không đủ 9 học sinh. Không có đội nào là không đủ 9 học sinh. Tức là tất cả các đội đều có đủ 9 học sinh cả. Như thế chúng ta vừa hoàn thành thêm được bài tập 2.13. Tiếp theo cô chuyển sang bài tập 2.14. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong nhé. Sang bài tập 2.14 như sau. Em hãy thay dấu sao bởi một số để cái số 3, 4, 5 sao chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5 và chia hết cho 9. Ở đây viết như thế này, tức là cái số này là số có 4 chữ số, được cấu tạo bởi chữ số 3, chữ số 4, chữ số 5 và chữ số sau. Đúng không? Như vậy, chúng ta sẽ làm bài 2.14 như sau. 2.14 này. Để đấy, để cái số 3, 4, 5 sao này là chia hết cho 2. Thì cái số sau này là phải các số chẵn. Đấy, muốn chia hết cho 2 thì tận cùng nó phải là các chữ số chẵn đúng không? Phải là các số chẵn. Như vậy, các số chẵn, như vậy chúng ta có thể thay cái dấu sao này bằng các chữ số là 0, 2, 4, 6, 8. Vậy cái dấu sao này này nó có thể bằng 0, 2, 4, 6, 8. Tiếp theo muốn chia hết cho 3. Để cái số 3, 4, 5 sao này. Cái này chia hết cho 3. Muốn chia hết cho 3 thì sao?
Thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3, đúng không? Thì tổng các chữ số tức là 3 cộng 4 cộng 5 cộng thêm sau này, cộng thêm cái dấu sau này. Nó phải là một số chia hết cho 3. Chia hết cho 3. Như vậy chúng ta sẽ có là 3 cộng với 4 thì bằng 7, 7 cộng 5 bằng 12 rồi. Như vậy chúng ta có 12 cộng với sau này. Nó phải chia hết cho 3. Mà số 12 này đã chia hết cho 3 thì cái dấu sau này phải chia hết cho 3. Đúng không? Mà 12 đã chia hết cho 3. Nên các bạn ấy suy ra cái dấu sau này phải là số chia hết cho 3. Mà sau này là số có một chữ số. Vậy số có một chữ số chia hết cho 3 thì sau nhận những giá trị nào? Đó là các số 0, 3, 6, 9. Đúng không? Như vậy sau này sẽ nhận các giá trị 0, 3, 6, 9. Sang ý C. Ý C này là để cái số này chia hết cho 5. C. Để số 3, 4, 5 sau chia hết cho 5. Thì sao? Thì cái số sau này tận cùng phải là chữ số 0 hoặc 5. Thì sau này phải nhận giá trị là 0 hoặc 5. Vì tận cùng là 0 hoặc 5 thì nó mới chia hết cho 5, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có sau nó sẽ nhận giá trị là 0 hoặc 5. Tiếp theo là tìm giá trị của sau để cái 3, 4, 5 sau này nó chia hết cho 9. Sang ý D. Để 3, 4, 5 sau, tức là số có 4 chữ số này chia hết cho 9. Muốn chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9. Tức là sao? Thì này, 3 cộng 4 cộng 5 cộng sau này nó phải chia hết cho 9. Ta có 3 cộng 4 bằng 7, 7 cộng 5 12. Tức là từ đây các bạn sẽ suy ra là 12 cộng với số sau này nó phải chia hết cho 9. Mà sau là số có một chữ số. Như vậy số 12 cộng với số nào để nó thành số chia hết cho số 9? Thì chúng ta có là số 12 cộng với số 6 thì nó lại chia hết cho 9, đúng không? Như vậy ở đây các bạn sẽ suy ra được ở đây là sau này nó phải nhận là chữ số 6. Từ đây các bạn suy ra cho cô sau ở đây sẽ bằng 6. Sau ở đây phải bằng 6. Như thế là chúng ta vừa là hoàn thành thêm được bài tập số 2.14. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn dừng một chút để các bạn làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2.15. Bài tập 2.15 như sau, yêu cầu các bạn dùng 3 chữ số, đó là chữ số 3, 0, 4. Hãy viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau, tức là viết các số có 3 chữ số mà đều có mặt 3 chữ số này, chữ số 3, chữ số 0, chữ số 4 này. Thỏa mãn, các số này chia hết cho 2. Muốn chia hết cho 2 thì tận cùng nó phải là chữ số. Chữ số chẵn, như vậy tận cùng nó có thể là chữ số 0 này. Tận cùng là chữ số 0 thì các bạn có thể viết là 340 hoặc là 430, đúng không? Tận cùng là chữ số 4. Chữ số 4 thì người ta chỉ có thể viết là 304 thôi, bởi vì số 0 không đứng đầu được. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Bài 2.15. Ý A. Chúng ta sẽ viết các số chia hết cho 2. Các số mà nó chia hết cho 2.
Chia hết cho 2 thì tận cùng nó phải là chữ số chẵn. Ví dụ số 4 đứng sau cùng này thì các bạn có thể viết là gì? Là 304 thôi. Bởi vì là chúng ta không thể viết số 0 đứng đầu. Đấy, nên là chỉ viết được số 304. Nếu chữ số 4 đứng đầu à, nếu chữ số 4 đứng cuối này thì các bạn chỉ viết được 304 thôi. Các bạn không thể đổi chỗ hai số, số 0 và số 3 được, bởi vì số 0 không thể đứng đầu được. Tiếp theo, nếu chữ chữ số 0 đứng cuối, chữ số 0 này các bạn cho đứng cuối này. Đấy, thì chúng ta có là 340, hoặc các bạn có thể đổi chỗ hai số này cho nhau, tức là 430. Như vậy chúng ta được là có 3 số chia hết cho 2. Đây, chúng ta sẽ xếp được 3 số chia hết cho 2 như này. Chú ý, nếu chữ số 4 đứng đầu thì chúng ta chỉ viết được là số 304 thôi. Chúng ta không thể đổi chỗ hai số này được. Vì sao không đổi chỗ được? Bởi vì số 0 thì nó không thể đứng đầu. Đấy, tiếp theo, nếu số 0 đứng cuối thì các bạn có thể viết là 340 hoặc 430. Đổi chỗ hai số này này. Đấy. Rồi, các số chia hết cho 5. Chia hết cho 5 thì chúng ta sẽ có là số 0. Tận cùng phải là chữ số 0 hoặc chữ số 5. Ở đây có chữ số 0 này, thì các bạn cho chữ số 0 đứng ở tận cùng. Các số mà chia hết cho 5 này thì các bạn sẽ cho chữ số 0 đứng tận cùng, đúng không? Chữ số 0 đứng tận cùng thì chúng ta có 340. Hoặc các bạn có thể đổi chỗ hai số này cho nhau này, tức là 430. Xong bài tập 5.12. Xong bài tập 2.15. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập cuối cùng là bài tập số 2.16. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn dừng một chút để các bạn lại ra xong nhé. Bài 2.16, từ các chữ số 5, 0, 4, 2, viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau, sao cho mỗi số đó chia hết cho 3. Như vậy, muốn chia hết cho 3 thì sao? Thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3, đúng không? Tổng các chữ số chia hết cho 3 thì các bạn có thể lấy 3 số là số 5 này, số 0 và số 4 này. 3 số này này, 3 cái số này các em sẽ ghép 3 số này để thành số chia hết cho 3 này. Hoặc là 0, 4, 2 chúng ta sẽ ghép có 3 chữ số này để tạo thành số chia hết cho 3. Đấy, chúng ta chỉ ghép được những cái số như này thôi. Thêm sẽ ghép là 5, các số được tạo thành từ các cái chữ số 5, 0, 4, hoặc là các cái số được tạo thành từ các chữ số 0, 4, 2. Ở đây các bạn sẽ chia thành nhóm đi, nhóm nào mà được tổng chia hết cho 3. Như vậy chúng ta có 2.16 này. Ta có ở đây là chúng ta sẽ chia thành các nhóm 3 số mà có tổng chia hết cho 3. Ta có các nhóm. Có tổng chia hết cho 3. Tức là các bạn lấy số 5 này cộng với số 0 này cộng số 4 này thì bằng 9 này. Đây là nhóm thứ nhất, cái này chia hết cho 3. Ngoài ra chúng ta có số 0 này cộng với 4 này cộng với 2 bằng 6 cũng chia hết cho 3. Như vậy chúng ta chỉ được có hai nhóm như thế này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ viết các số mà nó có chứa các cái chữ số này hoặc các chữ số này. Như vậy các số chúng ta cần tìm ở đây sẽ là nếu các bạn viết số 5 đứng đầu, số 5 đứng đầu ở trong 3 cái số này này. 3 số 5, 0, 4, nếu số 5 đứng đầu thì chúng ta có 5, 0, 4 hoặc là 5, 4, 0. Được chưa? Số 0 thì không thể đứng đầu được. Số 4 đứng đầu, nếu số 4 đứng đầu tiên thì ta có 4, 0, 5 hoặc là 4, 5, 0. Tiếp
theo sang cái số này, chữ số 0 thì không thể đứng đầu được. Như vậy chúng ta sẽ lấy chữ số 4 đứng đầu. Chữ số 4 đứng đầu thì các bạn có thể viết được là số 420 hoặc là 402. 420 hoặc 402. Chữ số 2 đứng đầu thì các bạn sẽ viết được là 204 hoặc là 240. Như vậy chúng ta đã viết được tất cả đây là bao nhiêu số nào? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số. Như vậy chúng ta đã viết được 8 số, có 3 chữ số. Đấy, thỏa mãn là chia hết cho 3. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập của bài số 9 là dấu hiệu chia hết ở trong quyển sách toán giáo khoa toán lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.